Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta lại có thêm một công ty nạp đơn để có được một cái Ethereum ETF không phải là quỹ đầu tư Bitcoin ETF mà là Ethereum ETF tại Hoa Kỳ và đó là công ty Wisdom Tree. Công ty Wisdom Tree này đó là nạp đơn. Chúng ta biết được ngày hôm nay là muốn có một cái Ethereum ETF mặc dù là Hoa Kỳ bây giờ vẫn chưa có một cái Bitcoin ETF nào hết và công ty đầu tiên mà có đề xuất Ethereum ETF đó chính là công ty Vanex. Witam Tree là công ty thứ nhì nhưng mà thường nghĩ là cơ hội mà chúng ta có được một cái item ETF trước một cái Bitcoin ETF thì cơ hội đó cũng là khá mong manh tại vì các bạn thấy được là những cái sự lo ngại liên quan đến tại sao chúng ta vẫn chưa có Bitcoin ETF tại hoa kỳ cũng là những cái sự lo ngại được đặt cho Ethereum về cái việc làm giá về cái việc lưu trữ an toàn vân vân những điều đó cũng sẽ áp dụng với lại Ethereum cho nên cơ hội có được một quỹ đầu tư Ethereum ETF trước Bitcoin ETF là một điều rất là mỏng manh và nhiều bạn hỏi thần nó quỹ đầu tư ETF gì mà tại sao chúng ta lại phải quan tâm quỹ đầu tư ETF là một quỹ đầu tư mà các bạn có thể là mua cổ phiếu trực tiếp ở trên sàn chứng khoán có nghĩa là có một công ty họ sẽ thu mua Ethereum hay là Bitcoin sau đó họ sẽ bán cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán trực tiếp các bạn có thể mua uh, trực tiếp bằng chương một chứng khoán mà không cần phải quan tâm đến các bạn phải uh, mở một cái sàn giao dịch mà có item của bitcoin để mà thu mua các bạn có thể thu mua trực tiếp bằng chương một chứng khoán của các bạn đây là một điều rất là tiện lợi cho nên rất nhiều người nghĩ là etf sẽ là một trong những cái điều dẫn đến sự bùng nổ của giá cả chúng ta nhìn vào cái lúc mà vàng chưa có etf cho đến khi mà vàng của quỹ đầu tư etf thì giá vàng đã tăng lên rất là nhiều tại vì ETF là một công cụ giúp đỡ cho nhiều người đơn giản hóa cái việc mà họ mua cái tài sản đó và bây giờ chúng ta vẫn chưa có quỹ đầu tư ETF ở Hoa Kỳ chúng ta có những cái quỹ đầu tư bịch con khác như là Grayscale nhưng mà rất khó tiếp cận cũng như là về mặt pháp lý đó cái sự bảo vệ sẽ không có bằng ETF ETF đó thì sẽ có một công ty thứ ba lưu trữ tài sản cho nên nếu như mà công ty phát hành cái cổ phiếu ETF bị phá sản thì tài sản các bạn vẫn còn được bảo đảm cho nên đây là một điều mà nhiều người rất là mong muốn thì bây giờ đó có ai có ETF chưa thì có bây giờ chúng ta thấy được là ở Canada đã có nhiều Bitcoin ETF rồi thì chúng ta sẽ nói về vấn đề này một lát nữa nhưng mà gần đây đó các bạn có để ý không công ty Goldman Sachs công ty Guggenheim hôm qua chúng ta đã có tỷ phú đầu tư Carl Icon nói là ủng hộ Ethereum bây giờ chúng ta lại có Wisdom Tree nạp đơn để có được một Ethereum ETF thì đối với thường ethereum đang được những nhà đầu tư truyền thống rất là quan tâm đây là một trong những điều mà thường hay nhắc nhở các bạn để các bạn để ý và chúng ta nói tới etf đó, thì các bạn thấy được là chúng ta có canada và brazil đã có bitcoin etf rồi hoa kỳ vẫn chưa có thì đương nhiên là nhiều người thì nói là canada có Bitcoin ETF thì Canada là một trong những nước mà tân tiến hơn về cái sự chấp nhận và sẽ là cái nước đi trước nhưng mà chúng ta cần nên hiểu đó tại sao Hoa Kỳ vẫn chưa có dám có một Bitcoin ETF tại vì lỡ như mà có vấn đề gì đó đó sức sẽ rất là lớn không giống như là Canada chúng ta từng nhìn vào cái biểu đồ phân phối là cái thị trường cổ phiếu của Hoa Kỳ so với những nước khác đó là lớn như thế nào Đây là tài liệu mà mới nhất thường có thể kiếm được Nhưng mà nào mà biết tài liệu mới hơn thì hãy để lại cái link bên dưới Đây là tài liệu của năm 2018 thì chúng ta thấy được là tính tới cái năm 2018 đó thì Hoa Kỳ tổng cái số giá trị của thị trường cổ phiếu đó là 30,4 nghìn tỷ Hôm nay chúng ta nhìn vào tài liệu mới nhất đã lên tới 49,1 nghìn tỷ rồi Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào tài liệu năm 2018 mà thôi Và chúng ta thì được là nhìn vào 49,1 nghìn tỷ Đây lý tại sao mà nhiều người khi mà nói tới thị trường crypto đó Thôi nhìn vào tổng thị trường là chỉ có 1,7 nghìn tỷ Nhiều người nói thị trường này quá nhỏ Nhiều bạn bây giờ cũng đã hiểu tại sao Tại vì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã lên tới 49,1 nghìn tỷ rồi Thị trường crypto chỉ có 1,7 nghìn tỷ mà thôi Rất là nhỏ thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ còn bị làm giá thì làm sao mà thị trường crypto không bị làm giá được còn dễ hơn rất nhiều tại vì vốn hóa quá nhỏ thị trường càng lớn thì càng khó hơn chúng ta à, nhìn vào cái tài liệu này các bạn thấy được là tính tới năm 2018 đó thì thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã chiếm gần phân nửa của thị trường cổ phiếu của thế giới rồi là 44,33% sau đó là các bạn thấy được đứng thứ nhì trên danh sách này đó chính là Trung Quốc 9,21% kế đó nữa là Nhật Bản 7,72% trong khi mà các bạn thấy được là tính theo danh sách này thì Canada tổng thị trường chỉ có là chiếm tỷ lệ là 2,82 của thị trường tài chính chứng khoán thế giới mà thôi cho nên nếu như mà có vấn đề gì tại vì Canada có những quỹ đầu tư liên quan đến crypto ETF như là Bitcoin hay Ethereum nữa, thì sự ảnh hưởng cũng sẽ không có lớn bằng nếu như mà Hoa Kỳ có vấn đề thì ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây là lý do tại sao mà Hoa Kỳ cần phải thận trọng hơn, tại vì đây là một cái thị trường chứng khoán rất là lớn, ảnh hưởng rất nhiều liên quan đến thế giới cho nên cũng là lý do tại sao mà mọi người thường hay thường là tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ trong khi mà chúng ta không sống ở Hoa Kỳ. Tại vì sức ảnh thưởng là cực kỳ lớn 44,33% và tôi nghĩ bây giờ cái con số này đã tăng lên rồi có thể chiếm lại phần nửa thị trường chứng khoán của thế giới rồi. Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó. Thì chính là thông tin liên quan đến một người mà nhiều bạn bây giờ cũng đã khá quen thuộc. Đó chính là Kevin O'Leary. Thì uh, Kevin O'Leary là một trong những người ở trong chương trình Shark Tank của Hoa Kỳ. Thì uh, Kevin đó, bây giờ sẽ đưa ra một cái uh, công ty công ty này sẽ có tên là WonderFi hay là một cái giao thức gọi là WonderFi đây là một cái giao thức liên quan tới DeFi thì gần đây đó Kevin O'Leary đã gần như thay đổi thái độ của mình liên quan đến thị trường crypto rồi các bạn cũng nên nhớ là Kevin O'Leary đó năm 2019 đó, trong cuộc phỏng vấn về CBC thì nói là Bitcoin là không có giá trị và là rác rưởi nhưng mà sau đó đó tháng 3 năm 2021 đó thì Kevin O'Leary lại nói là bây giờ 3% phần trăm của cái chương mục đầu tư là đang đầu tư Bitcoin thì các bạn nghĩ là đây là một người mà thay đổi ý kiến liên tục liên quan tới Bitcoin và chúng ta cũng đã có một cái video thôi nên là một cái video cách đây cũng gần 2 năm rồi đó là cái video Um, họ đang lừa chúng ta Đây là cái video 406 liên quan tới Kevin O'Leary Tại vì từ năm 2013 2014 gì đó trong cái video này Thuân đã chia sẻ với các bạn những cái dẫn chứng là Kevin O'Leary đã, đã biết được là Bitcoin có giá trị như thế nào Của năm 2013, năm 2014 và thậm chí đã có nhiều cái người nói là Kevin O'Leary đó đã trả lời phỏng vấn là bitcoin đó là giá trị ra sao và có thể để đầu tư từ rất lâu năm 2019 đó, khi mà trả lời phỏng vấn liên quan đến CNBC đó thì lại giả vờ như là không biết bitcoin là gì và nghĩ là bitcoin không có giá trị nhưng mà sau đó, đó tháng 3 lại nói là bitcoin à, là một cái loại tài sản đáng đầu tư và Larry tháng 3 năm 2021 để đầu tư 3% tài sản của mình vào trong Bitcoin thì chúng ta thấy được như này người mà thay đổi liên tục và gần đây đó thì Cameron Larry lại đưa những cái thông điệp là Bitcoin thì tùy theo Bitcoin đào ở đâu có giá trị khác nhau những cái thông điệp thường cảm thấy là cũng không có giá trị gì nhưng mà gần đây đó thì Cameron Larry thì lại nói là ủng hộ Ethereum và bây giờ lại đưa ra một cái giao thức gọi là Wonderfile chúng ta cũng chưa biết được chi tiết như thế nào nhưng mà sẽ có một cái giao thức để cho mọi người có thể kiếm được lợi nhuận và Kevin O'Leary cũng là một người rất là ủng hộ mạng lưới của Temium tuy là bây giờ chúng ta không thấy rõ là bài viết này nói là cái ứng dụng Wonderfile này sẽ nằm trên mạng lưới nào nhưng mà tôi nghĩ là cơ hội rất cao nằm trên mạng lưới của Temium cũng là Temium đã được nói tới rất nhiều từ những nhà đầu tư lớn và Kevin O'Leary gần đây thì nói là những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư đó thì không có tham gia vào nhiều như là mọi người nghĩ nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là cái bài phỏng vấn ngày hôm nay à, liên quan tới quỹ ban tài chính ở Hoa Kỳ đó thì Goldman Sachs CEO nói là hiện bây giờ đó thì ngân hàng đang chuẩn bị đưa ra nhiều dịch vụ để mà phục vụ khách hàng tại vì cái nhu cầu để mà có được Bitcoin rất là lớn hiện bây giờ Bitcoin có giá trị trong tương lai hay không đó thì tùy theo là bao nhiêu người tin tưởng vào Bitcoin nhưng mà bây giờ có nhu cầu rất là cao và những người thông thường đó thì đầu tư vào Bitcoin nên thì cũng nên uh, tự bảo vệ mình còn về cái vấn đề liên quan đến cái nhu cầu thì rất là cao không chỉ đến từ những nhà đầu tư thông thường mà cũng đến từ những nhà đầu tư lớn đây là điều được chia sẻ bởi uh, Goldman Sachs CEO rất nhiều những công ty đang hỏi Goldman Sachs làm sao để đầu tư vào Bitcoin thông qua ngân hàng Goldman Sachs Cho nên các bạn thấy được là cái vấn đề liên quan đến tình hình bây giờ đó là thị trường này Tuy là trong lòng của những nhà đầu tư riêng lạc có thể đã nguội là một phần Nhưng mà trong lòng của những nhà đầu tư lớn đó vẫn đang muốn và đang đầu tư vào thị trường crypto này Nhất là liên quan tới Bitcoin và thường thẳng thấy được gần đây Ethereum là một đề tài mà chúng ta đang được nghe nói tới và nghĩ là sẽ được tiếp tục nghe nói tới và kế tiếp đó là một cái thông tin được chia sẻ bởi Wu Blockchain là dựa theo thông tin uh, mà chúng ta nhận được đó, thì cái sàn Hàn Quốc nổi tiếng Bitum sẽ có đồng BNB vào ngày 27 tháng 5 nghĩa là ngày hôm nay đây là một thông tin mà thuận mang đến cho các bạn cho những người nào mà uh, đầu tư vào đồng BNB mà muốn biết mà thôi thường không có ở Hàn Quốc cũng không có sử dụng sàn Bitum cho nên thì bây giờ BNB đã có mặt trên sàn Bitum hay chưa thì thường không có rành nhưng mà nào mà sử dụng sàn Bitum thì hãy comment bên dưới để cho mọi người có thể thấy được tình hình và chúng ta nhìn vào giá cả đó thì như thường đã chia sẻ với các bạn sáng hôm nay đã liên quan đến cái số tiền mà sẽ được in ra Hoa Kỳ đó cái 6 000 tỷ chúng ta nói tới đầu video đó thì đẩy giá Bitcoin qua khỏi 40.000 đô nhưng mà bây giờ đã điều chỉnh cho xuống vẫn ở mức là xoay quanh 38 39 000 trong vòng 4 ngày qua và bây giờ là 38.130 chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường đó thì cái bạn thiệt ngày hôm nay thì phần lớn là màu xanh Tuy là à, không có nhiều màu xanh đậm nhưng mà các bạn thiệt là cũng có một số đồng có sự tăng trưởng Chúng ta nhìn vào những đồng lớn ngày hôm nay đó thì các bạn sẽ thấy được là trong những đồng lớn chúng ta có đồng mà Bitcoin thì cũng tăng 1,2%, Ethereum thì không có sự thay đổi nhiều, Binance Coin thì tăng 4,7%, Cardano thì không có sự thay đổi nhiều, XRP cái bài thứ phần lớn ngày hôm nay thì cũng khá là yên tĩnh, tin tức cũng không có nhiều. Đây là những thông tin mà thùng muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay còn về tài liệu on chain đó thì cũng khá là im lặng các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum và Bitcoin nạp vào và rút ra cả ngày hôm nay đó các bạn thấy trên màn hình đó, thì không có gì thay đổi nhiều cái đường mà đi xuống mạnh này đó đã là ngày 25 tây rồi trong vòng hai ngày hôm nay thì cái số lượng Ethereum nạp và rút ra không có gì gọi là mới mẻ liên quan tới Bitcoin thì lại càng im lặng không gì gọi là quá đặc biệt liên quan đến cái số tiền nạp và rút ra liên quan đến funding rate là cái phiếu qua đêm á thì bây giờ hầu như vẫn tiếp tục trở về cái mức là số 0 nghĩa là chúng ta đi được là những trader đó thì bây giờ không rõ xu hướng cho nên không bên nào nhiều hơn bên nào hết không có bên nào long hay là short nhiều hơn bên kia và chúng ta nhìn vào cái lệnh futures thì lệnh futures sau khi mà đi xuống mạnh á các bạn thấy được đây cũng có thể là liên quan đến cái việc mà bị thanh lý những cái lệnh long khi mà giá cả xuống mạnh á, thì những lệnh future bây giờ thì cũng khá là yên tĩnh không có cái sự tăng trưởng mạnh có một số lệnh future đã có lại nhưng mà các bạn thấy được so với cái số lệnh future của tháng 4 ngày 12 Tây lúc mà chúng ta đang ở đỉnh thì cách rất là xa có nghĩa là bây giờ cũng rất nhiều người cẩn thận họ không có sử dụng future nhiều tại vì cái xuân kế tiếp vẫn chưa có rõ và điều mà quan trọng hơn đó là chúng ta có thấy được một cái sự tăng trưởng mạnh liên quan đến cái số lượng Ethereum stake vào uh, Ethereum 2.0 các bạn thấy được là chúng ta sau cái đợt mà mở đầu đó có nhiều Ether nạp vào thì cũng tăng trưởng và tăng trưởng trong cái đà cũng khá là bình thản nhưng mà gần đây các bạn thấy được là bắt đầu là từ uh, tháng 5 mới đây đó có thấy được là chúng ta nhìn vào thời điểm là ngày 21 tây đi có thể nói là trong vòng 7 tuần qua đó thì cái số lượng Ether nạp vào Ether 2.0 đã có cái xu hướng là tăng tốc như là các bạn thấy trên màn hình cho đến bây giờ đó đã có 5,1 triệu đồng Ethereum đã được nạp vào trong cái uh, giao thức Ether 2.0 và chúng ta thấy được là tính theo phần trăm đó thì bây giờ đã là 4,45% của Ether được nạp vào Ethereum 2.0 rồi. Thì đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn